Vâng, xin chào mừng cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV, những hình ảnh và cảnh quay trước mắt cô chú anh chị và các bạn mình thực hiện tại Nhật Bản. Và anh chị em thấy là trong cái tiệm này rất là nhiều đồ đẹp nha. Bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết và báo giá về tay từng sản phẩm. Anh chị em nào quan tâm đến sản phẩm nào thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Thì trước mắt cô chú anh chị các bạn là một cặp loa Protech. Cặp loa này thì nó liền công suất anh chị em nhé. Anh chị em về không cần 5 ly, chỉ cần ghim điện vào là xài. Chiều cao của nó thì khoảng 22 cm. Một cái màu mặt của nó thì màu đỏ tươi, nhìn rất là sáng đẹp, liền công suất và rất là nặng anh chị em nhé. Đằng sau nó có phiến tản nhiệt này, có volume này, đấy, và có kết nối từ loa A sang loa B. Loa này nghe cực kỳ chất anh chị em nhé, thương hiệu của châu Âu, nghe rất hay luôn, nghe hay và bày đẹp. Giá về tay là 5 triệu từ Việt Nam, bao ship trên toàn quốc. Hàng sẽ được đi máy bay khoảng hơn chục ngày, các bác sẽ nhận được hàng. Con này thì anh chị em thấy là nó có dây điện thì anh chị em cắm điện 100V nhé, điện 100V. Ở Nhật Bản thì tất cả các đồ thiết bị điện là 100V hết. Rất là nặng luôn. Bây giờ mình quay thêm cho cô chú anh chị các bạn về thông số kỹ thuật của nó. Anh chị em nào quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Thương hiệu là Protech, điện 100V. 100V VAC 40W. Nghe cực kỳ chất luôn ạ. 40W một loa anh chị em nhé, nghe rất hay. Đặc biệt là nó liền công suất, không cần 5 ly. Anh chị em kết nối tín hiệu và là sử dụng thôi. Có thể kết nối luôn với TV nhà mình được, sử dụng luôn. Nghe không hay không lấy tiền, giá về tay 5 triệu, một cái màu đỏ tươi rất sáng. Sở hữu hai đường tiếng. Âm bass rất là mạnh nhá, rất uy lực và mạnh mẽ. Giá về tay 5 triệu bao ship trên toàn quốc ạ. Cái này thì mình vừa đã thanh toán tiền xong, mấy cái món này thanh toán tiền xong hết rồi. Nhân tiện tiệm thì quay cho cô chú anh chị và bạn. Kế tiếp và liên tục chương trình, đây là một món hàng để cô chú anh chị các bạn sưu tầm nhá. Một món đồ ngày xưa của nó là Sony. Cái này thì nó tích hợp rất là nhiều công năng, như là đầu câm này, hay như là cassette này, như là radio này, chạy pin nhá, chạy pin. Hiện tại đã đang bọc ni lông túi bóng này, mình không muốn bóc hết ra ngoài nữa, để nguyên vậy. Nhiều khi anh chị em muốn mua để nguyên mà. Đấy, thông số kỹ thuật thì nó nằm ở dưới đáy này. Con này là con ngày xưa anh chị em nhé. Hàng đây anh chị em sưu tầm. Một mã của nó là Sony FX402A, điện 100V. Hàng ngày xưa cực kỳ chất luôn, tại Nhật Bản. Đấy, con này thì nó lắp thêm cái hệ đổi nguồn tại bên đây luôn, nhìn rất là hầm hố. Chi tiết và cận cảnh cho cô chú anh chị và anh chị em thấy rất là sáng nhé. Nhìn cái quai sách của nó này, chrome nguyên sáng bóng. Anh chị em nhìn đồ đài mới, chỉ cần nhìn cái quai sách với mấy cái núm là phát hiện ra nó mới hay mới cũ. Hiện tại thì nó để nằm như thế này. Trên đây là hệ băng cassette này. Băng cassette, đây là đèn VO chạy AM, bắt sóng AM này, UHF này, FM này. Rất là tinh tế luôn, hàng ngày xưa nó làm nhìn rất là đẹp. Và đây là các núm tinh chỉnh, volume, các kênh, đèn VO. Và đặc biệt nhé, đặc biệt cái này quan trọng nhất, cái này tính năng này quan trọng nhất mà đáng sưu tầm nhất, nó là một chiếc TV cho em nhé. Đấy, chiếc TV siêu nhỏ. Cái này thì phù hợp cho các bác nào sưu tầm nhé, thích chơi đồ ngày xưa. Thì đây là một món hàng rất là độc lạ, hàng ngày xưa cái đây hơn 20 năm, 30 năm thì đây là một món đồ vô cùng xa xỉ. Giá về tay là 6 triệu các bác nhé, 6 triệu bao ship trên toàn quốc. Các bác quan tâm thì nhanh chóng chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Không thích xem TV thì đóng nắp vào như thế này, rất là tiện, rất là hay luôn. 6 triệu là giá về tay, bao ship trên toàn quốc. Anh chị em quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Clip này thế là tất cả các clip thì mình phát vào lúc 8 giờ tối Việt Nam nhé. 20 giờ tối Việt Nam, bác nào chưa bấm đăng ký thì hãy bấm đăng ký để mỗi lần mình phát video thì YouTube sẽ báo về điện thoại các bác xem được sớm nhất. Kế tiếp và liên tục chương trình, đây cũng là một con đài Sanyo. Sanyo này trong tình trạng cũng rất đẹp anh chị em nhé, rất đẹp luôn. Bắt sóng thì có AM, S kép, M, B kép. Kích thước của nó thì khoảng
hơn 30 cm, chiều cao khoảng hơn 20 cm, có nhảy số băng cassette và đèn VU, các núm tinh chỉnh. Cơ bản là một hàng sưu tầm để anh chị em sưu tầm trưng bày rất là đẹp. Ở những cái núm này, anh chị em quan sát những cái núm này rất là sáng nhé, rất là sáng và đẹp luôn, cảm giác rất là mới. Đây, cái hồi bên đây như thế này, anh chị em nhìn cái hệ phay nhôm của nó với những cái núm rất là sáng đẹp. Giá chiếc này về tay là 3.900.000 các bác nhá, 3.900.000 đồng, bao ship trên toàn quốc. Anh chị em quan tâm thì chụp lại, model của nó là MR6800 Sunnier, có học pin dây cắm điện 100V. Và nó nói là cái cửa cassette này nhé, đây là radio này. Cái cassette này chủ tiệm nó nói là không còn hoạt động nữa, nó nghi là đứt dây cura thôi. Bởi vì ở Nhật Bản người ta cũng không sửa chữa mà, người ta cũng không tháo ra kiểm tra, nghĩ là lâu năm nó bị đứt dây cura. Nó nói là cassette không còn hoạt động, còn radio thì hoạt động tốt. Giá về tay 3.900.000 đồng, bao ship trên toàn quốc. Anh chị em quan tâm thì nhanh chóng chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Ở cái tiệm thì anh chị em thấy là rất là nhiều loa nhá, rất là nhiều loa và âm ly đẹp. Để bữa khác mình quay tiếp loa cho cô chú anh chị các bạn. Ngay bây giờ thì cô chú anh chị các bạn cùng di chuyển sang cái khu vực bán rất là nhiều đồ âm thanh, máy ảnh. Anh chị em thấy là đàn guitar người ta treo đến tận nóc nhà luôn, rất là nhiều luôn. Ở Nhật Bản thì thiên đường đồ cũ, thiên đường đồ đã qua sử dụng. Tuy nhiên là biết lựa chọn, biết tìm kiếm thì vẫn kiếm được món đồ rất là độc lạ và đẹp. Thì trước mắt cô chú anh chị và các bạn là những chiếc máy ảnh. Máy ảnh thì bây giờ cái thời công nghệ phát triển rồi, máy ảnh ít khi người ta dùng đến, nhưng mà cách đây 25 năm thì những máy ảnh này là món đồ rất xa xỉ. Hiện tại bây giờ thì anh em đa số này chơi cái dòng GoPro như này này, để anh em quay YouTube hay là đi thể thao, thể dục, xe đạp cũng quay được nha. Cái này thì nó quay nó tiện, nó có thể kết nối với nền điện thoại GoPro. Anh chị em có thể lên các diễn đàn để tìm hiểu thêm về những cái dòng này nhé. Hiện tại nó đang để trong tủ kính nên là mình không muốn làm phiền họ thì mình quay bên ngoài vào. Tất cả đây thì nó đều có thông số kỹ thuật này, tên tuổi, đời và giá tiền, thì anh chị em nào thích con nào thì chụp lại nhé. Chụp lại gửi qua thì mình sẽ báo giá về tay. Đấy, như cái đời số này, như con này, con GoPro 13.200 yên, con này 16.500 yên, 16.500 yên. Những cái hàng này mà mới nó bán đắt lắm chị em nhé, GoPro những con đến chục triệu luôn. Hiện tại bán ở đây giá rất tốt, con thì 6 triệu, con 5 triệu, con thì 3 triệu, tùy theo đời nhé, tùy theo số. Rất là nhiều luôn, thượng vàng hạ cám. Ở Nhật Bản thì đồ cũ nó phát triển, cái ngành đồ cũ nó rất là phát triển anh chị em nhé. Bởi vì người Nhật người ta có thói quen dùng trong một thời gian ngắn nên người ta không dùng đến nữa, liên tục thay đổi. Nên những tiệm đồ cũ ở Nhật Bản thì nó mọc lên rất là nhiều luôn. Cách đây 20 năm, hơn 20 năm thì những cái món này người ta vứt đi ngoài đường rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ, nhưng mà khoảng 25 năm trở lại đây thì những cái tiệm đồ cũ này người ta mở ra và người ta thu gom lại để bán cho anh chị em ở khắp mọi vùng miền nhá. Ở Nhật Bản thì đa quốc gia, đa sắc tộc, nhiều khi anh chị em đi du lịch hay là làm việc bên đây mua về Việt Nam cũng rất là nhiều. Hay trước mắt cô chú chị bạn là những chiếc máy ảnh kỹ thuật số 4K Full HD Canon này. Những cái món này mà 20 năm về trước là những món hàng vô cùng xa xỉ, hiện tại bây giờ để anh em sưu tầm chơi cũng được. Cái này thì nó chạy, nó cắm qua thẻ nhớ thôi, quay chất lượng của nó thì 4K với đi HD, giá của nó cũng rất là tốt nhé. Anh chị em quan tâm đến chiếc nào thì có thể chụp lại. Này là máy quay nhé, máy quay camera, máy quay cầm tay, rất là nhiều luôn. Đấy, cô chú anh chị các bạn có thể quan sát, đẹp luôn. Cái tem màu hồng là tem còn nguyên nhé, tem còn hàng tươi sống, cứ thế về là sử dụng thôi. Đấy, anh chị em để ý cái hàng tươi sống này, là cái tem nó màu hồng như này nhá. Đấy, còn kế sang cái tủ bên đây thì anh chị em thấy cái tem màu xanh,
tức là tem hàng đã bị lỗi nhá, hàng đã bị hư, không sử dụng được ngay, về phải mông má sửa chữa. À, ở Nhật Bản thì cứ hỏng thì người ta bán hỏng, mà sống người ta bán sống. Có một điều đặc biệt là như vậy, ở đây thì người ta không sửa chữa. Nên là mua những món hàng sống ở bên đây về thì anh chị em cứ yên tâm mà sử dụng, hàng đa số là chưa mở máy. Ngay bây giờ thì xin kính mời cô chú anh chị bạn cùng di chuyển tiếp. Lại tiếp tục sang cái hành lang điện tử thì trước mắt cô chú anh chị các bạn, mình vừa tìm được một chiếc đầu đĩa, đầu CD rất là độc lạ anh chị em nhé. Chiếc đầu CD rất là độc lạ. À, anh chị em có thể quan sát này, nhỏ nhỏ xinh xinh. Và cái thiết kế này của nó là dạng treo tường anh chị em nhé. Dạng treo tường. Đấy, cái này thì nó còn nguyên cả hộp bên ngoài nhé. Nguyên cả hộp. Nguyên cả hộp giống một chiếc vali luôn. Cái này thì nó liền công suất, liền loa luôn nhé. Về anh chị em chỉ việc cắm điện thôi. Vì nó có cái cục adapter chuyển nguồn. Đấy, đây là cái hộp của nó này. Hộp này hộp mới. Cái máy này rất là mới luôn anh chị em nhé. Rất là mới luôn. À, cái đĩa CD. Đĩa CD liền công suất và có cả loa luôn anh chị em nhé. Có cả loa luôn. Cái này thì để anh em sưu tầm thôi. À, cái này thì còn rất mới này, còn nguyên táp này. Điện thì có thể cắm được 100V đến 240V. Điện Việt Nam đều cắm được nhé. Không cần phải qua đổi nguồn. Vì nó chạy qua một cái adapter mà. Đấy. Con này thì rất là mới, đẹp. Giá về tay là 3.900.000 đồng nhé. Bác quan tâm thì chụp lại. 3.900.000 đồng. Mình nhớ có một lần người ta bán giá mới cái này tại Nhật nó khoảng hơn chục triệu chị em nhé. Khoảng 12 triệu tại Nhật Bản là giá mới. Đây thì hiện tại bây giờ ở tiệm nó đang có một con nó chạy sẵn này. Anh chị em thấy này. À, lát nữa thì mình sẽ mở volume to lên để anh em nghe nhé. Đấy, con này đang chạy sẵn thì anh chị em thấy là nó đĩa CD đang chạy này. À, và đây là loa này, loa này. Cái này nó thiết kế là dạng treo tường anh chị em nhé, dạng treo tường. Vừa để sử dụng vừa để trưng bày cũng được. Thân vỏ của nó thì bằng gỗ. Đây cái dây của nó thì cắm qua một cái dây nguồn như này là xong. Còn đây là phần thông số kỹ thuật của nó này. Ở đáy này. À, nó ra 12V CD treo tường anh chị em nhé. Giống như một cái bức tranh treo tường luôn. 3.900.000 đồng là giá về tay. Treo tường kiểu như thế này. Đấy, bây giờ ở Nhật nó đang để một chiếc này nó đang sử dụng. Bây giờ mình sẽ vặn to nhá. Kích to lên để cô chú như các bạn có thể thưởng thức thêm. Nghe thử âm thanh của nó nhá. Vâng, vừa rồi là anh chị em đã được thưởng thức qua một đoạn nhạc ở đĩa CD 3.900.000 đồng. Các bác quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Sang cái góc bên đây thì anh chị em có thể quan sát này, một chiếc radio vô cùng chất lượng. Chiếc radio rất là đẹp anh chị em nhé. Chiếc radio Sony chạy AM FM. Rất là tinh khôi, tinh gọn nhẹ. Chạy AM FM radio của Sony FM108, AM1600, 12 GHz. Radio bỏ túi. Cái này các anh chị em nào yêu thích radio thì nhìn chiếc này thì mê đắm luôn. Đấy, một chiếc radio bỏ túi rất là xinh, nhìn rất là đẹp. Thiết kế rất là tinh tế và gọn nhẹ anh chị em nhé. À, lát nữa thì mình mở thử cho anh chị em xem nhé. Nghe thử cái này nó chạy hai quả pin tiểu thôi. Đây, nơi sản xuất của nó này, sản xuất của nó thì sản xuất tại Trung Quốc thôi nhé, nhưng mà vô cùng chất lượng nhé.
Hai này thì nó đặt tại nhà máy tại Trung Quốc thôi nhá, chứ không phải là hàng của Trung Quốc. Này, vậy em phải phân biệt rõ như thế để mua sắm cho dễ. Made in China thôi, nhưng mà Nhật mà, hàng của Nhật luôn. Chất lượng Nhật. Nó chạy hai quả pin tiểu anh chị em nhé, hai quả pin tiểu rất là tiện lợi. Anh chị em bỏ túi, còn này ra ngoài đường, ra công viên nghe thời sự quốc tế thì vô cùng tuyệt vời. Dùng cho những bác cao tuổi không tiện dùng điện thoại thông minh thì dùng con này rất là tốt. Anh chị em có thể mua làm quà tặng cho các bác lớn tuổi. Bây giờ mình test thử cho cô chú anh chị các bạn nhé. Giá con này về tay là 1.500.000, 1.500.000 là giá về tay, bao ship trên toàn quốc. Bây giờ mình test thử anh chị em có thể nghe sóng radio tại Nhật Bản. Giá về tay là 1.500.000 nhá, 1.500.000 đồng, vô cùng chất lượng. Kế tiếp và liên tục chương trình sang cái hành lang bên đây thì cô chú anh chị các bạn thấy là bán rất là nhiều đồng hồ, túi, ví và nhẫn kim cương đá quý. Ở đây thì mình vừa thanh toán xong một chiếc túi này dành cho bạn nữ anh chị em nhá, chiếc túi rất là đẹp. Để cô chú anh chị các bạn có thể đi du lịch thì hay đeo cái này. À, hiệu của nó là Mascot, trong tình trạng đẹp xuất sắc, hàng đã qua sử dụng. Giá tiền về tay cũng rất là tốt để anh chị em mua sắm. Một chiều của nó thì khoảng 22cm nhân với 18. Cái này thì của nữ anh chị em nhá, của bạn nữ. Phù hợp đi du lịch anh chị em hay đeo cái này để đựng được những món đồ căn bản. Giá về tay là 2.500.000 các bác nhé, 2.500.000 đồng, bao ship trên toàn quốc. Một cái túi Mascot được sản xuất vô cùng tinh tế và đẹp mắt. Hàng đã qua sử dụng nhé, trong tình trạng rất đẹp. Đây là cái dây đeo của nó này, dây đeo. Cái này thì dùng cho bạn nữ anh chị em nhé, dùng cho bạn nữ. Nó chỉ khác nhau mỗi cái dây thôi, thì trở thành một cái túi của bạn nữ. Còn túi của nam thì nó y chang như này, nhưng mà cái dây của nó là dây bản lớn. 2.500.000 đồng, bao ship trên toàn quốc. Anh chị em quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Tất cả còn đẹp và sáng, giá rất tốt để anh chị em mua sắm, 2.500.000 đồng. Kế tiếp và liên tục chương trình, mình xin để cái túi này ra và quay tiếp cho cô chú anh chị các bạn hai chiếc bình gốm sứ Nhật Bản. Cái này thì mình vừa đã thanh toán tiền xong anh chị em nhé, vừa đã thanh toán tiền xong ngay tại tiệm đây thì quay luôn cho cô chú anh chị bạn, bởi vì nó đầy đủ âm thanh và ánh sáng. Trước mắt cô chú anh chị bạn là một chiếc gốm được vẽ tay các bông hoa đào bung nở. Cái vân hoa đào này mình sờ vào có cảm giác nó gợn gợn lên nhé, nó vẽ nổi bên trên nhé. Màu sắc của nó thì rất đẹp và tươi trẻ, nhìn thấy mùa xuân ngập tràn luôn. Dòng sứ gốm Yamaji Nhật Bản. Yamaji Nhật Bản. Cái này cả một cặp này về tay là 3.900.000 nhé. Một cặp là 3.900.000. 3.900.000 cho hai chiếc, tại vì là cùng công đóng gói, cùng công ship gửi. Hai chiếc bình, hai phong thái, hai trạng thái khác nhau, anh chị em có thể để mỗi nơi một chiếc. Đẹp và tinh tế. Đặc biệt là cái hoa văn ở trên cái hoa đào nhìn rất là thật anh chị em nhé, rất là tươi, thật sáng. Nhìn như ngày Tết luôn anh chị em. Mỗi cái một phong cách, một trạng thái khác nhau. Đây là cặp công phu thê viên mãn, hay còn gọi là công thành danh toại. Đều là gốm của Nhật anh chị em nhé, đều gốm của Nhật vô cùng nổi tiếng luôn. Những cái này thì hoa văn họa tiết của nó thì chi tiết, sắc sảo, đẹp mắt và kiểu bình cũng rất là lạ. Nhỏ nhỏ chút thôi nhưng mà nhìn nó rất là hùng vĩ anh chị em nhé, nhìn nó rất là hùng vĩ. À, dòng gốm sứ men dạn của Nhật Bản. Cặp này về tay là 3.900.000 đồng. Bác nào hữu duyên xem được sớm thì nhanh chóng chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Bao ship toàn quốc và bao vỡ toàn cầu. Cái này thì nó cao khoảng 30cm. Cao khoảng 30cm.
Đấy, nó rất là hùng vĩ anh chị em nhé. Bình thường mà không đo thì anh chị em cứ tưởng cái bình nó lên 2-3 mét. Một cặp này nhá là 3.900.000 đồng, bao ship trên toàn quốc. Các bác quan tâm thì nhanh chóng chụp lại ở vị trí này và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Vậy cái clip hôm nay thì mình xin tạm dừng tại đây nhé. Kính chúc cô chú, anh chị và các bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Hẹn lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.